thang. Đó em đi đâu. Hôm nay có một gọi là một siêu phẩm. Hôm trước lang thang trên Shopee tìm vào buổi đêm. Thấy cái siêu phẩm này mà chính thức là mua về cho anh em xem luôn. À, siêu phẩm là giá 999.000 nhá. Đó, nội dung hàng em có thể nhìn thế này. Original smartphone S20 Pro 4GB RAM 64GB ROM. Đó, nhiều nhiều 5,8 inch. Đây. Đây nhá, cho anh em xem nhá. Đó, đó là cái này này. Anh em thấy gì không? Đó, một chiếc smartphone mà giá 1 triệu. Nhìn về cái hình thấy ai thấy sướng luôn. Đó, mở khóa bằng khuôn mặt Face ID. Màn hình 5,8 inch full. Đó, có nghĩa là màn hình tràn viền luôn. RAM 4GB 64. Camera có 2 camera 8 và 13. Đấy, siêu luôn 8 core là 8 nhân đấy. Đó, là ghi là S20 Pro kiểu dáng là làm giống như Galaxy S20. Đúng không? Đó, em nhìn nhá. Mà giá là có 1 triệu mình thấy là rẻ quá thì mình mua luôn. Pin thì 3,8 nghìn. Đó. Mình mua luôn cái sản phẩm này. Đây cho anh em xem này. Đấy là thì hôm nay mình đã nhận được hàng ở đây. Đây, đơn vị đó, hôm nay nhận được hàng anh em nhá. Anh em nhìn nhá. Ok chưa? Đó, khi nhận được hàng thì là mình review bóc hộp và trải nghiệm sản phẩm 1 triệu rồi cho anh em xem như nào. Bây giờ mua một chiếc smartphone quá rẻ chỉ bằng tiền máy cục gạch ở Việt Nam thôi đúng không anh em? Đó, mà cái này thì chắc chắn là bên Trung Quốc nó có cái giá rồi. Đó, giá chỉ có dưới 1 triệu thôi và nhận hàng thanh toán. Bây giờ trên Shopee mà trên 1 triệu anh em phải có thẻ tín dụng, phải có thẻ Visa hoặc Mastercard, phải có thẻ thanh toán quốc tế thì anh em mới mua được nhé. Còn bây giờ là sản phẩm này thì không cần, đến nơi thì anh em phải thanh toán. Đó, thì đóng gói thì nó đơn giản như vậy thôi. À, Trung Quốc nó làm rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ mở nhé. Đó, anh em nhìn nào, đây là bản đơn này. Về đây Việt Nam dán thêm bản đơn ở Việt Nam này. Đó, có vấn đề gì anh em trả vào đây. Thế nên Shopee mua hoàn toàn yên tâm, trong 3 ngày anh em có thể không, anh em có thể là bị lỗi hay là không đúng như mô tả hay là bị làm sao anh em phải trả được nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp bóc ra bên trong là cục gạch ấy thì mình sẽ trả luôn, đúng không? Đó. Đây nhá. Đóng gói rất là cẩn thận luôn, mềm này. S20. Nghe phi khủng luôn. Galaxy S20. À, mình lấy kéo ạ. Hộp trắng tinh, không một tí thông tin nào. Chỉ là một chiếc hộp trắng tinh thôi nhá, không một tí thông tin nào luôn. À đây đây có thông tin này. Rồi em nhìn này, model là S20 Pro này. Đây có là số IMEI 1, IMEI 2, là dùng 2 SIM ấy, dùng 2 SIM nhá. Đó, ABC. Model S20 Pro chỉ ghi như vậy thôi. Và đây thì không ghi là màu sắc là gì, mình mua màu xanh này. Đấy, nó có những cái màu là màu đen, màu tím và màu xanh thì mình mua màu xanh nhá. Sau Trung Quốc bây giờ mình sẽ mở hộp như này. À. Có một cái thì gọi thư cảm ơn. Đó, thử ơn người mua này, lấy giá nào xa cho họ. Ok, để trải nghiệm xem như nào đúng không? Đó, ai bỏ cái chiếc máy còn bên nhá, bỏ chiếc máy còn bên này. Em nhìn cái màu sắc kia, xem một kiện bên trong xem như nào. Đó, theo thì nó có một cái củ sạc lởm, phải nói là lởm vô cùng luôn. Nhẹ lắm, rất là lởm. Làm theo kiểu dáng sạc của Samsung. Rất là nhẹ, với đầu ra là 5V 2A. Đó, ngày tháng là ngày 3/3/2018, rất là lâu rồi, rất là Trung Quốc này. Nhẹ lắm, cái này chắc không dùng được. Một chiếc tai nghe cũng chỉ để làm màu thôi nhá. Đó, một chiếc cáp sạc này thì sản phẩm này thấy cáp sạc micro SD này, micro USB này, đầu sạc là micro USB này. Đó, có một chiếc ốp lưng silicone bao cao su trong suốt, rất là mềm. À, đây là gần như là hướng dẫn sử dụng, thông tin cơ bản về cách lắp thẻ nhớ cũng như lắp sim này, thẻ nhớ này. Đó, u sim lắp sim này và nguồn sạc này. Đây là sử dụng cơ bản như một chiếc điện thoại cơ bản đây nhá. Và sản phẩm này. Đó. Anh em nhìn sao? Đó. Nhìn là biết này. Nó bắt chiếc giống với cả Samsung S20 100 nhân. Nhưng mà thực sự đây là sản phẩm nhìn là biết luôn, đây chỉ có một camera thôi, đây là camera giả này. Đây là camera giả để mà lát đây. Cái này cũng có thể là camera giả này. Chắc chắn là camera nào. Đây vậy này. Thế là cái sản phẩm này nó không như mô tả, nó không phải hai camera đâu, chỉ là một camera thôi. Đây, phía trước đây. Không tràn viền. Đó, anh nhìn thấy không? Không tràn viền rồi. Hiện tại bấm là không lên rồi. Ok, để mình sạc pin xem như nào nhá. Để mình sạc pin như nào. Bấm là không lên nguồn. Đó. Không khéo được với cái mô hình thì mình cười lắm. Còn có bị ship được một cái mô hình thì mình cười lắm. Đó, bấm mua lên nhá. Ok, mình sẽ sạc pin vào thế nào nhá. Đây, mình cắm sạc nhá. Ok, cái sản phẩm nó cắm sạc ở trên này.
Đó. Không có đèn báo gì cả. Không biết là liệu có lên hay không. Trông giống mô hình lắm. Một cái nó bán cho mình cái mô hình 1 triệu. À, mở lắp lưng, mở lưng. À này, mở lắp lưng. Không phải mô hình, mở lắp lưng anh em nhá. Đó, nhà quê vác nhà trưởng. Bóc này là, à điện thoại thật, điện thoại thật. Đó. Rồi, ok ok. Cứ tưởng liền, cứ tưởng máy điện thoại liền. Cái này sử dụng là thẻ nhớ là SD. À, sim, cái này sử dụng là thẻ nhớ SD này. Có hai cái sim sim bình thường, sim micro sim ấy, chứ không phải nano. Nó là cũ rồi. Đó. Nói chung là cái sản phẩm này chắc phải lâu năm lắm này. Nếu có chiếc theo cái vỏ của S20. À lên lên lên. Đó anh em nhìn đâu. Loading của Android này. 1 triệu. Không biết phải RAM 4GB hay không. Mình cười lắm. Mình cứ thử mô hình. Chả thật thật quên thật. Bỏ qua bên nó gọn nhé. Bỏ qua một bên nó gọn này. Ok ạ. Bỏ sản phẩm qua bên nó gọn này. À thì nhìn sơ qua sản phẩm ở dưới này nó có hai cái, một bên là mic, một bên là loa đấy, chứ không phải hai loa đâu. Rất là nhiều điện thoại khác này như vậy. Nhưng mà cái chân sạc nó không để ở đây như những chiếc máy điện thoại thông thường. Mà cái chân sạc bây giờ nó kéo lên là bên cạnh cái chân sạc nó có chân cắm tai nghe nhé. Đó. Đằng sau thì không làm gì, nó không có một tên thương hiệu luôn. Nó không có một tên của cái hãng nào luôn. Đó, giá 1 triệu mà, rẻ. Ok, thì màn hình là tấm này màn hình LCD rẻ cho bạn rẻ tiền đấy. Ơ cả ứng cũng mượt phết này. Đó. Cái đặt đây. Ok nha, thì chúng ta sẽ cùng xem là nhà sản xuất là quảng cáo Android 10, đúng là Android 10 thật này. Đó, tên model là S20 Pro này. Android 10 thật anh em ạ, không biết có phải 10 SIP hay là 10 để chỉ là con số thôi. Đây, thông tin bộ nhớ trong này. Đây, 64GB này. 64GB, đó, bộ nhớ trong là 64GB nha. Không biết RAM nằm ở chỗ nào nhỉ. Có lẽ là chắc phải kết nối wifi và cài một số cái phần mềm như gọi là phần mềm xem cấu hình ấy thì về đánh giá cụ thể được, nhưng mà sơ qua thì mình thấy cảm ứng rất là mượt, cũng ok. Có dịch vụ của Google không nhỉ? À, không, à đây có Google Play rồi. Google Play. Ok nhá, bây giờ mình sẽ kết nối wifi và mình sẽ cài một số ứng dụng để kiểm tra cấu hình cũng như một số ứng dụng như trải nghiệm như YouTube các thứ để mình xem thế nào nhá. Anh em chờ mình một chút nào. Đây em nhá, khi mà mình đăng nhập cái Google Play ấy thì nó ra cái giao diện như này này. Thì mình phải thật, nói thật với anh em là cái giao diện này là của Android Android 5, Android 6. Thực ra Android 7 bây giờ đang cập nhật cái Google lâu rồi, khác lâu rồi. Thì không biết là liệu nó phải Android 10 chuẩn hay không. Thì là bây giờ mình sẽ cài tiếp một số ứng dụng để kiểm tra chuyên sâu xem như nào nhé. Mình không biết ứng dụng là chuyên sâu nhỉ. Phải lên mạng xem nhỉ. Để xem chuyên sâu là nó có đúng cấu hình là 64GB bộ nhớ trong mà RAM 4GB cũng như là Android 10. Camera chắc không phải rồi. Nó báo là có hai camera, một cái là 8, một cái 13, đường sau thì chắc chắn là không phải rồi. Bởi vì là cái này là camera thật này, còn những cái này là camera giả này. Các anh em này nhìn ra sát không? Nó chỉ là cái miếng màu nó dán ở trên này thôi. Đấy, còn đây nó không phải camera và đây nó cũng không phải là camera nhá. Đó, nó chỉ có cái này là camera thôi này. Chắc chắn là cái này là camera và camera này camera đẻ luôn. Đó, thực ra là 1 triệu thì mình không đòi hỏi đâu. Nhưng mà theo cái mô tả trên Shopee để mà cho anh em mua ấy, mà không đúng sự thật ấy, thì nó cũng không hay lắm đúng không anh em? Đó, chứ 1 triệu thì không đổi nhỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ cài lại tiếp phần mềm để xem thế nào nhé. Đây chào các bác. Vâng, thì hiểu cài đặt mãi. Thực sự là lúc đầu thì vốn nó rất là mượt, nhưng mà khi mà vào thao tác để cài ứng dụng ấy thì nó rất là chậm luôn. Nó chậm vô cùng luôn. Thì em thật với các bác chắc chắn một điều, đây không phải ra 4GB đâu. Không thể nào ra 4GB được, nó chậm. Chậm lắm luôn ấy. Mà chắc chắn một điều đây là em khẳng định luôn, đây không phải Android 10. Đây nhá, đây này. Mọi người nhá. Ngay từ cái màn hình khóa này. Đó, giống Android 4 chưa? Giống rất giống Android 4, cả cái giao diện cái đặt này cũng rất là giống Android 4, chứ nếu mà Android 10 thuần thì nó cũng khác ấy. Nó không giống này đâu. Nhưng không hiểu Trung Quốc nó fake điều gì giỏi thật. Các bạn có rất là giỏi luôn. Android 10 không à? Ấn vào cập nhật thì tất nhiên là không có cập nhật rồi. Cập nhật Wi-Fi cái gì là không có rồi. Bản mới nhất luôn, hàng mùa 9 tháng 7 của năm 2020 luôn này các bạn này. Đó là bản mới nhất luôn. Nhưng mà không thể Android 10 được, nếu các bác biết rõ về cái sản phẩm này, các bác nói rõ thì em sẽ Android 10 có thể hiển thị như này hay không nhá. Nhưng mà khi em cài cái phần mềm AnTuTu nhá. Đây này, em cài phần mềm AnTuTu cũng như phần mềm CUZ này thì nó đọc cấu hình giống như nhà quảng cáo luôn, có nghĩa là ra 4GB. Quảng cáo trên Shopee thì màn hình tràn viền, nhưng thực sự đây không phải tràn viền đâu. Nên bỏ qua tí em chạy thử AnTuTu xem thế nào. Đấy, xem được bao nhiêu điểm đấy nhá. Về thiết bị này. Ở trong AnTuTu này. Đấy các bạn thấy chậm không? S20 Pro ok rồi, chip MediaTek 6779, cái chip thì khả năng đúng rồi này. Cái CPU của MediaTek thì đúng là bởi vì CPU rẻ tiền mà. Đó, Android 10 32 bit. Rất lạ đúng không các bác? 32 bit này.
camera này chỉ có một cái 13 chấm thôi, chuẩn chưa? RAM đây. Đấy, mức của RAM là 6266 MHz. RAM là 4GB. Đâu phải 4GB, không phải chậm thế. Đó. Bộ nhớ trong là 64GB. Bộ trong 64GB thì chắc không phải tí. Bây giờ em sẽ quay lại này. Và em sẽ cho bác xem một cái thú vị nữa. Thứ nhất là cái đặt khuôn mặt này, bảo mật khuôn mặt này thì thực sự lúc đầu em cài đặt có nhận khuôn mặt và em có thử lấy khuôn mặt em thì nó nhận và nó mở được. Lấy thiết bị khác ví dụ như em xoay cái này, bởi vì nó hiển thị như bấm gãy, em xoay cái này nó không mở được. Nhưng mà em bỏ thằng em đưa mặt của nó vào thì cũng mở được. Đó là bảo mật khuôn mặt thì mặt ai cũng mở được nhá. Kể cả vân tay vậy, vân tay rất là buồn cười. Đây bảo mật vân tay này. Này, thêm vân tay nhá. Rồi thì có ai nhìn đâu? Đúng thêm thì được rồi. Thêm này. À. Đấy, thêm vân tay này, thêm vân tay, đủ luôn. Ok chưa? Đó. Đó, thêm vân tay này. À, tắt đi. Đó, để vân tay mở nhá. À, hơi chậm tí thôi nhưng mà mở được. Không mở luôn. Đây. Em mở lại này. À đấy, con gì đâu. Đấy, ngón này này. Ồ đấy, mở được luôn. Đấy, không thêm ngoài mở được. Con này này. Ồ đấy, này cũng mở được. Dùng cái cù tay để mở luôn nhé. Này. Đó, có gì đâu. Vân tay chỉ để làm màu thôi. Thực sự là không có tí gì gọi là bảo mật cả. Chỉ là quảng cáo làm màu thôi chứ không sử dụng được vân tay. Đó. Trên Cebu Z thì báo cô hình chuẩn luôn. À, bạn nhìn thấy nhá. Báo cô hình rất là xịn. À, hệ thống Android 10 các bạn nhìn thấy không? Đó, màn hình nhá, màn hình độ phân giải này. Đấy, hơn cả Full HD luôn. Quảng cáo trên hệ thống là màn hình 5.8 inch nhưng thực sự là có 4.47 inch thôi. Mật độ điểm ảnh là 239 dpi. Đó, 239 dpi nhá. Bây giờ em sẽ thử chạy AnTuTu Benchmark xem được bao nhiêu điểm nhé. Bây giờ mà với những cấu hình như này thì nó phải rơi tầm trên 100.000. Trên 100.000 điểm. Nhưng mà em thử chạy xem bao nhiêu điểm. Ok, cùng chờ nhá. Thì cái này nó mất khoảng 2 phút đấy, em sẽ làm nhanh video lên. Ok. Ok, ok. Đó, có gì không? Điểm AnTuTu Benchmark 13.238. Quá tệ luôn. CPU GPU không được một điểm nào. CPU được 10.000 điểm. Tốc độ truy xuất bộ nhớ RAM RIP 467 điểm. Đấy. Khiếp. Phải nói là khiếp luôn. Cấu hình này nó đáng cái khủng. Nhưng mà thực ra là 1 triệu thì mình không đòi hỏi được nhiều đúng không? 1 triệu thì chỉ như vậy thôi. Ok nhá.